Điều chưa biết về nghi lễ đăng quang của vua Sát Vua Sát chính thức xác lập triều đại trong lễ đăng quang diễn ra vào ngày 6 tháng 5 năm 2023. Một số nghi thức sẽ được lược bớt đơn giản hơn ngày nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi trị vì nước Anh. Sau khi nữ hoàng Elizabeth II qua đời, thái tử Sát trở thành người kế vị ngai vàng. Ông sắp lập nên triều đại mới bằng lễ đăng quang vào năm tới. Buổi lễ lịch sử diễn ra vào ngày 6 tháng 5 năm 2023. Theo cung điển Buckingham, buổi lễ bắt nguồn từ truyền thống lâu đời là lễ giáo, đồng thời phản ánh vai trò của nhà vua ngày nay và hướng đến tương lai. Theo Miro, tuyên bố của cung điển Buckingham đồng nghĩa với việc buổi lễ gồm các yếu tố cốt lõi truyền thống suốt 1.000 năm qua, đồng thời công nhận tinh thần của thời đại mới. Dưới đây là những điều cần biết về ngày trọng đại của nước Anh. Lễ đăng quang của vua Jacques diễn ra vào ngày 6 tháng 5 năm 2023 tại Tu viện Westminster, người tiến hành nghi lễ là Tổng giám mục Canterbury. Tu viện đã chứng kiến 38 lần đăng quang của các nhà vua nữ hoàng Anh từ thời Quy Lam The Conqueror ngày 25 tháng 12 năm 1066. Điều bất ngờ là buổi lễ diễn ra vào thứ Bảy. Theo truyền thống, lễ đăng quang không tổ chức vào cuối tuần. Ngày 6 tháng 5 cũng là sinh nhật của con trai Harry, cháu trai Jack lên 4 tuổi đúng dịp lễ đăng quang của ông nội ngoài ra người dân anh không có thêm ngày nghỉ theo kế hoạch của vua đây chỉ là buổi lễ đăng quang nhỏ gọn theo các cuộc thảo luận cấp cao với chính phủ anh cùng với việc xem xét các yếu tố bao gồm trùng với các sự kiện thể thao các bộ trưởng đồng ý rằng việc có thêm ngày nghỉ rất khó xảy ra các kế hoạch cho lễ đăng quang được biết đến với mật danh chiến dịch golden off họ đặt ra kế hoạch chi tiết cho buổi lễ công tước norfolk người tổ chức tang lễ cho nữ hoàng elizabeth II, cũng có vai trò giản dựng lễ đăng quang. Theo thông tin của Miro, Hoàng tử Quy Lam người thừa kế ngài vàng đóng vai trò quan trọng trong việc lên kế hoạch cho buổi lễ. Quy Lam chính thức trở thành hoàng tử xứ Wales vào tháng 9, nhưng các thông tin cho thấy không có lễ tấn phòng chính thức giống Thái tử Charles năm 1969. Năm 1953, lễ đăng quang của nữ hoàng Elizabeth II chứng kiến 8.000 người tập trung ở tu viện Westminster để tham dự các kiến trúc sư thiết kế chỗ ngồi đặc biệt tăng số lượng ghế từ 2.000 lên 8.000. Trong lễ đăng quang của vua Sát, tu viện chỉ giữ nguyên sức chứa thông thường là 2.000 người. Hàng trăm quý tộc và nghị sĩ sẽ bỏ lỡ ngày trọng đại. Hiện tại danh sách khách mời vẫn còn bỏ ngỏ, đặc biệt là sự có mặt của Harry và Meghan. Về trang phục, người được mời đến lễ đăng quang dự kiến mặc vest thay vì áo lễ như sự kiện cách đây 70 năm. Theo truyền thống, những bộ trang phục cực kỳ trang trọng liên quan đến áo tràng và lông thú. Lễ đăng quang của Charles dự kiến có quy mô nhỏ và ngắn hơn so với nữ hoàng Elizabeth II, nhỉ. Có thể chỉ kéo dài 1 giờ thay vì hơn 3 giờ. Điều này được cho là làm hài lòng khán giả truyền Gần 70 năm trước, lễ đăng quang của nữ hoàng kéo dài 3 giờ và có khoảng 27 triệu người theo dõi trực tiếp. Trong ngày trọng đài, Charles được thoa dầu thánh, nhận quả cầu, nhẫn và quyền trưởng nhà vua cũng được trao phương miện và ban phước trong buổi lễ lịch sử. Vua Giác được đức tổng giám mục, sức giàu và tuyên thể suy trì và bảo tồn quyền, bất khả xâm phạm khu định cư của xã hội Anh, cũng như tôn thờ giáo lý, kỷ luật và chính phủ, cũng như luật pháp được thiết lập ở Anh. Camilla cũng được sức giàu thánh và trao phương miện giống với vợ của vua George VI vào năm 1937. Vào hồi tháng 2, nữ hoàng tán đồng thông qua quy định phong công tước xứ con quờ thành phương hầu con sót nếu Charles lên ngôi. Theo các phụ tá hoàng gia, khi kết hôn với Charles, Camilla không muốn trở thành phương hậu, dù đó là điều bắt buộc. Theo Miro, một chi tiết tuy nhỏ nhưng quan trọng có thể bị loại bỏ khỏi lễ trước. Do lo ngại trước tình hình kinh tế thế giới khó khăn, việc dâng vàng cho nhà vua theo truyền thống lâu đời khó xảy ra. Trong lễ đăng quang năm 1953, nữ hoàng nhận một miếng vàng, nguồn tin nói trong thời đại mọi người đều cảm thấy khó khăn, điều này nhiều khả năng không xảy ra. Các truyền thống cổ xưa như tòa án yêu sách, nơi quyết định ai có quyền thực hiện một số vai trò nhất định cũng được cho là sẽ bị ảnh hưởng. Song, những nghi lễ quan trọng khác vẫn được tiến hành, nhất là việc sức dầu cho nhà vua, người tuyên thể với người dân anh. Điều mà người dân muốn thấy trong lễ đăng quang là khoảnh khắc tân vương đổi phương miển. Hiện tại nhiều nguồn tin cho thấy Trác sẽ đổi phương miển của xanh Edward, đây là vương miển được Trác để nhỉ đổi vào năm 1661, thay thế cho phương miện thời Trung Cổ bị nấu chảy năm 1649. Theo royal Collection Trust, phương miện được làm từ bộ khung bằng vàng nguyên khối với hồng ngọc, thạch anh tím, ngọc bích, ngọc hồng lửng, đá topaz và đá tourmaline. Nhiều nguồn tin cũng cho biết nhiều khả năng phương hậu Camilla đổi phương miện được trao cho Thái Hậu vào năm 1937. Phương miện đính 2.800 viên kim cương và được Thái Hậu mang trong lễ đăng quang con gái nữ hoàng Elizabeth thế năm 1953